Xin chào anh em đã quay lại với kênh Khoan Pin Bãi Nhật ha. Thì hôm nay cuối tuần bên em lại tiếp tục lên một cái video mới để giới thiệu máy móc tới anh em. Thì trong quá trình theo dõi video, anh em nào mà có nhu cầu mua cái máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em 0938 158 742. Thì cái số này em có sử dụng Zalo, thì em muốn kết bạn Zalo thì có thể kết bạn Zalo số này, hoặc là 0767 560 061. Em tên là Phúc ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Đối với anh em ở Hồ Chí Minh á, thì anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ để mà mua máy hoặc là xe máy. Thì anh em tới địa chỉ thì vui lòng gọi điện thoại trước nha, tại vì nhiều khi em đi vắng nên không có nhà, nên là gọi điện thoại trước để khỏi mất công đợi. Còn về anh em ở xa thì mình có hai hình thức. Thứ nhất là chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bao tất cả các phí vận chuyển cho mình. Còn về hình thức thứ hai thì anh em nhận hàng thanh toán thì phải đặt cọc tối thiểu là 100 ngàn cho một cái đơn hàng. Còn về phần ship code này thì bên em sẽ không có bao phí vận chuyển cho mình nha. Đó, này là em cũng nói rõ từ ban đầu cho mình dễ dễ nắm rõ thì dễ mua bán. Còn về máy móc thì pin bên em đã đóng mới hết. Pin là đóng mới ha. Cái bộ là pin zin em sẽ báo pin zin. Còn đa số là pin đóng mới. Thì về pin thì bên em sẽ bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Còn máy bảo hành 1 tháng. Là anh em mua full bộ là bảo hành pin 3 tháng, máy 1 tháng. Còn đối với anh em mua body thì em sẽ bao test 1 tuần nha. Rồi, thì hôm nay có mấy cây mini thì em giới thiệu cây số 1 trước ha. Cái số 1 này là của hãng Edman. Con này thì nó nhỏ gọn nhưng mà nó có búa nha, có búa. Dòng tua cũng rất là cao nè. Con này tốc tới 2.6 đó nha, 7/2, tốc từ 0 tới 2.6. Lực nó là 30 Newton. Mã nè, IDR72LIA. Thì con này thì thích hợp cho anh em làm đồ nhẹ, gọn. Vì nó thiết kế chuyên làm đồ nhẹ, lực nó 30 Newton thì tháo lắp cái đồ nhỏ rất là ngon. Bắn vít thì có búa ha, có led chợ sáng luôn. Đây led chợ sáng rất là sáng. Đó, hỗ trợ làm việc trong tối rất là ok. Con này thì nó điều tốc, búa đồ đầy đủ hết. Rồi đem tới chức năng nè. Led sáng ha. Đảo chiều. Chạy cực kỳ êm luôn. Rồi để em gắn cái đầu tiếp vô test búa thử. Có búa thì anh em tháo lắp, tháo vít sẽ hỗ trợ ngon hơn là mấy con khoan. Đó, búa cũng gõ khỏe nha. Dòng này thì hàng này rất là ít luôn. Thì đa số là lâu lâu nó mới về được một hai cây thôi. Thì cái bộ này ngoại hình cũng còn rất là đẹp nha. Đó, em quay tổng thể cho anh em xem nè. Pin này thì bên em đã đóng mới rồi, đóng mới 2A rồi ha. Đây nó xài giá sạc adapter này. Thì cái bộ số 1 này là giá 800. Đây, đó. 800 bao gồm một máy, một pin, một sạc. Pin đóng mới 2A rồi. Đó, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Thì anh em chuyển khoản đủ sẽ bao ship. Còn anh em nào mà ship có thì vui lòng cọc trước 100 ngàn ha. Rồi em qua bộ số 1 nha. Con Hitman 7/2. Rồi tới bộ số 2. Số 2 thì em có cây vít gập của thằng Bana. Mã là EZ7410. Dòng này nó màu gold nha. Màu gold thì cái phiên bản này là cái phiên bản đặc biệt của thằng Bana Nati thì nó cũng là màu thôi. Mã là 7410. Này dòng này mắc cái da băng luôn nè. Panasonic. Thì anh em thấy Panasonic với Nati thì nó chẳng qua cục chỉ là một thôi, nhưng mà đời trước với đời sau thì sau này nó đổi tên thành Bana thôi, chứ trước nó là Nati thì nó giống nhau, không khác gì hết. Dòng này thì nó có chế độ ngắt lực, nó giống như cái dòng 6225 vậy đó, nhưng mà để nó đời cao hơn. Con này nó sử dụng lithium rồi. Con 6225 thì mặc định zin của nó nguyên bản là sử dụng nickel, con này là nguyên bản nó sử dụng lithium luôn. Thì cái bộ này nó có cái dòng này nó có 21 cấp trượt nè, một cấp khoan ha. Rồi hai tốc nhanh chậm lô 2, cái này là nó khóa cái cò lại. Pin. Cái cục pin này là pin zin nha, pin zin của nó luôn. Này, pin zin lithium nè. Đó, pin zin lithium luôn nha. Đó. Rồi để em test chức năng. Thì đang ở cấp số 1 ha, test ngắt lực. Con này chủ yếu là test ngắt lực. Đó. Vẫn giữ cò nhưng mà máy nó không xoay nữa ha, buông ra. Đó. Dòng này thì nó thích hợp cho anh em mà làm điện tử hoặc là làm mấy cái bo mạch, tháo lắp cái đồ nhẹ, nó cần độ chính xác cao thì mình sử dụng mấy cái dòng này.
vì nó có cái chế độ ngắt lực, thì khi mà nó tới cái lực đó mình chỉnh nè, chỉnh từ số 1 tới số 21 thì nó cũng là tương ứng với cái lực của mình, thì nó tới cái cấp đó nó sẽ ngắt, nó sẽ không có trượt nữa, sẽ nó hạn chế bị hư đồ hay là hư nhiều cái bo mạch nó nhỏ nó mỏng á, thì mình vặn nó dễ bị như vậy, nó bị truông răng, nếu mà mấy cái con mà nó không có cấp trượt thì nó dễ bị hư đồ. Nên là dòng này nó thiết kế là dành cho anh em nào mà làm điện tử á, chuyên dành cho anh em điện tử. Thì cái này là bộ số 2 ha, bộ này là 850, này là máy pin zin kèm cục sạc zin luôn. Đây, cục sạc zin này thì nó auto volt, tức là mình có thể sử dụng được điện 220V luôn nha. Đó, từ 100 đến 220V sử dụng ok hết nha. Cục pin này thì máy pin sạc thì khuôn bộ này em bán là 850 nè. Đó, bộ số 2 ha, bộ số 2 máy pin sạc zin là 850. Đó, bộ vít nhập Panasonic 7410. Đó, con này ngoại hình đẹp nha. Phiên bản màu gold này thì nhiều anh em rất là thích luôn, nhiều anh em sưu tầm chọn cái màu gold này rất là nhiều. Rồi em qua số 2 ha, 850. Rồi tới số 3. Số 3 thì con này là 6220. 6220 thì nó cũng gặp được, thẳng được. Dòng này thì nó có không có ngắt lực ha. Con này nó chỉ có 6 cấp trượt, cũng có nhanh chậm nè. Cái cấp trượt nó là ngay chỗ cái chấm này, đang ở số 6 nè, em dặn xuống đi. Con này cấp trượt nó cũng nhẹ lắm. Đây là tốc nhanh, tốc chậm nè. Tốc nhanh nè. Dặn lên. Con này thì anh em làm đồ điện tử thì quá ngon. À, gặp được, thẳng được, có cấp trượt nữa, tháo lắp đồ nhẹ rất là ngon. Rồi cái này là bộ số 3 ha, bộ này là 470. Máy pin sạc đây, máy pin sạc adapter 470. Này là pin em đã làm mới rồi, pin lithium ha, sạc adapter nên cái giắc sạc nằm dưới đây. Có cái giắc đậy lại cho nó bị nó đỡ vô nước, đỡ bụi bặm rồi vô. Rồi bộ số 3 ha, 470 ngàn. Đây vít gặp 6220. Tới số 4. Số 4 thì cái con này em chưa có làm pin nha. Con này thì mới lấy về xin test chạy ok hết. Con này nó cũng có cấp trượt. Nó 1 2 3 4 5 6. À, con này nó có 5 cấp trượt nha, 5 cấp trượt. À 6 cấp trượt này, 6 6 đây. À cái cấp trượt này nó nằm đây, nó có hướng dẫn mũi tên mình đi lên xuống nè, thì tăng lên tăng xuống thôi. Dòng này thì anh em về làm một cell là nó chạy thoải mái rồi, một pin 18650 là chạy ngon lành, có cấp trượt ha. Con này thì cũng gọn nhẹ, có mấy dòng mini thì nó chỉ có tới lui thôi, chứ nó không có điều tốc. 3.6 thì đa số là chưa ít, rất là hiếm dòng mà có điều tốc đó. Rồi cái cây này thì em bán cho thân máy ha, thân máy là 200, về cho anh em tự làm pin sạc nha. Còn anh em nào muốn luôn mua luôn pin sạc thì em cũng có làm luôn, tại vì cái cây này mới vệ sinh xong chưa kịp đóng pin nên là bán thân máy. Còn anh em nào muốn lên pin sạc luôn thì em có nhận luôn. Rồi bộ cây số 4 ha, 200 ngàn, thân máy. Con này cũng hình cũng còn đẹp, màu vàng sáng ha. Rồi qua bộ số 5. Bộ số 5 của mình là 1.3 triệu ha. Dòng này thì nó là Makita vít gập, gập được, thẳng được. Con này mã là TD021D 7.2. Búa là dòng búa nó là từ 0 tới 3.000, còn vòng tua là từ 0 tới 2.003 ha. Ngoại hình còn ok nè, đầy đủ hết, liên lạc cao su đồ đầy đủ hết. Rồi cái chức năng đảo chiều chạy rất là êm nha. Dòng này thì búa khỏe, anh em nào tháo lắp đồ nhẹ thì ngon. Rồi bộ này một pin ống mới ha, kèm một cục sạc zin. Sạc này thì anh em sử dụng được điện 220 luôn, sạc này nó cũng auto volt, nó sạc được điện 100 đến 220. Rồi bộ này là số 5 ha, số 5 là 1.3 triệu, một máy một pin một sạc. Thì pin này anh em mua thêm thì anh em có bán nha, pin dòng này đang bán giá là 200 một pin. Rồi em qua số 5 ha, 1.3 triệu.
Rồi số 6. Số 6 thì con này cũng vít gặp luôn, nhưng mà con này nó đời cao hơn, con này mã là TD022. Đây TD022 dòng tua con này nó cao hơn xíu. Đây là từ 0 tới 2450, búa từ 0 tới 3000. Thì nhiều anh em nói là hai con này giống nhau. Để em quay hai con kế bên cho anh em xem. Thật ra nó không giống đâu, cái kiểu nó giống thôi, nhưng mà nhìn mình để ý sẽ khác nè, đó. Thấy không? Nhìn cái ốp cao su nó sẽ khác. Cái con 022 thì nó là đời mới hơn. Đó, anh em nhìn cái vân cao su nhìn nó sẽ khác nha, không giống đâu. Cái thông số nó cũng nhích, nó cũng khác hơn xíu. Thì cái con 022 thì vòng tua nó sẽ cao hơn chút. Đó, thông số nè. Thấy không? 021 mình là tua 2003 nha, còn 022 là tua tới 2450, nó cao hơn 150 vòng. Đó, búa thì nó dâm bằng nhau, 0 tới 3000. Đó, ngoại hình nó nhìn nó xem thôi, nhưng mà thật ra thì để gần thì nó không có giống đâu, nó sẽ khác á. Tại vì 022 thì đời mới hơn, đời cao hơn. Rồi, bộ này là bộ số số 6 ha. Rồi, mình test chức năng. Rồi chạy full chức năng hết nè, ngoại hình cũng còn đẹp, tem đầy đủ, cao su đầy đủ hết. Rồi bộ số 6 này là 1,6 triệu, thì cục sạc này thì đời mới hơn, nói chung là sạc đời cao hơn. Bộ này bán 1,6 triệu ha, 1,6 triệu. Thì con này thì nói chung cái gì cũng cao hơn, máy đời cao hơn, cục sạc cũng đời cao hơn. Rồi bộ này là số 6 ha, 1,6 triệu, máy pin sạc. Thì anh em cần mua thêm pin thì cứ nói với em ha, pin này thì hầu như là lúc này cũng có sẵn hết. Rồi em qua số 6 ha, cây 022 màu đen, con này ngoại hình còn đẹp. Rồi tới cây số 7 này, dòng này thì hôm nay về được một cây nữa, được trước hình như về được hai cây mà bán hết rồi, giờ này về được một cây nữa. Con này thì của Edman, con này nó là sử dụng 7V2 nè, cực cũng là 30 N luôn. Vòng tua là từ 0 tới 2000, nhưng mà búa là từ 0 tới 4000 nha. Tại vì cái con này nó 4 búa lần, nên là cái chế độ búa nó sẽ gõ rất là nhanh luôn. Sử dụng than rời, nói chung con này thì anh em tháo lắp đồ nhẹ rất là ngon, tại vì cái búa nó rất là mượt. Búa nó sẽ mềm hơn dòng 090. Thì con này chuyên dành cho anh em tháo lắp đồ nhỏ nhỏ thôi. Còn đồ lớn quá thì xài máy lớn hơn. Nè, để em test búa cho anh em xem. Búa thì cái tốc độ búa nó gõ rất là nhanh luôn. Rồi cái cây này thì em đã lên pin mới rồi ha, lên pin mới 2A, sạc nằm đây, sạc adapter. Rồi bộ số 7 ha, bộ số 7 này là 900, một máy pin nằm trong rồi, sạc adapter. Rồi full bộ là 900 ha, con này ngoại hình rất là đẹp luôn, led chợ sáng ok luôn ha. Nó gọn, làm đồ nhẹ rất là ngon. Con này anh em nằm đi lắp, tháo lắp tủ đồ nhỏ nhỏ thì nó xài rất là ngon. Búa nó khỏe mà cái tốc độ búa nó rất là mượt, nó sẽ mượt hơn với dòng Makita nhiều. Makita thì búa nó hơi hổn xíu, còn dòng này búa nó từ nhẹ tới nặng luôn, rất là ngon. Rồi bộ số 7 ha. Bộ này là 900, một máy pin sạc. Rồi em qua số 8. Này số 8 thì con này bot, con này uổng mắc tẹp. Dòng này bot không than nha, dòng này nó có chỉnh lực nè, bot 18 nhưng mà nó là mã không than, có chỉnh lực nè, có tắt mở led luôn. Dòng này cái máy mới hiện tại, hôm bữa em coi trên Google, máy mới hiện tại nó là một cái body không nha, là giá nó vẫn còn 3 triệu mấy á. Dòng bot, công nhận bot giá nó cao thật. Được cái dòng này chạy rất là êm luôn. Này đang ở số 1 nè, con này nó có chỉnh được hai tốc, số 2 nè. Chạy cực kỳ êm luôn. Này có led 3 pin của nó luôn. Đảo chiều nè. Tắt mở led trên đây. Đó, thấy không? 3 led rất là sáng luôn. Đó, led này thì tắt mở chủ động. Mình muốn xài thì mình mở, không muốn xài mình tắt. À, 3 led siêu sáng luôn. Chạy cực kỳ êm, để em gầm cái tiếp em test thử búa cho anh em xem. Búa rất là khỏe nha. Con này thì không than thì nó tiết kiệm pin hơn dòng có than nhiều. Anh em nào làm đồ nhẹ có cái nhược điểm là nó mất cái tem uổng quá. Con này nếu còn tem là rất là đẹp luôn. Nói chung thì dòng boss không than này rất là ít. Thì nói chung boss có than cũng ít nữa.
thì anh em thấy lâu lâu là mới về được cây thôi, chứ còn dòng không than thì nó là hiếm hơn nữa. Đó, chỉnh lực nè, không chạy cực kỳ êm luôn. Rồi cái này thì em bán bộ ha, số 8 1,9 triệu máy không than. Thì cái bộ nó bao gồm một máy, một pin, một sạc. Pin thì pin đóng mới ha, pin đóng mới 2A, sạc linh kiện điện 220. Đó, full bộ như vậy là 1,9 triệu nha. Đó, cái máy không than, một máy, một pin, một sạc ha, cái boss 10V8. Anh em nào mà làm việc vừa vừa ha, anh em nào mà hay làm đinh điện á thì gắn mấy cái túp lô điện thì xài mấy con này rất là ngon luôn. Không than thì tiết kiệm pin, nó nhỏ nhẹ nữa, chỉnh được lực luôn ha. Rồi bộ số số 8 1,9 triệu. Rồi số 9. Ê, tới số 9 em có cái sạc ha. Thì cái sạc này là của Hikoki, Hikoki Hitachi á. Em coi cái thông số coi. Sạc này nó sử dụng à, sạc này điện 100V nha. Nguyên bản là điện 100V, nó sạc được từ 14 tới 36V luôn. Có cái cổng USB ra đó nè. 5V 2.2.1A, đây cổng USB đâu mất tiêu rồi. Đây, có cổng USB cho mình xài điện thoại á. Đây nó ha, nó làm cái giắc che lại. Này là sạc đời mới. Thì cục sạc này nó là zin nguyên bản nè, nó sạc có mili ohm 14, 18, 36V nè, 36 multi. Có USB nè. Thì cục này cũng còn rất là đẹp nha. Đó. Thì cái loại này em bán 650, điện 100V ha, 600, anh em lưu ý là điện 100V nha. Rồi số 9, cục sạc Hikuki 650 ha. Sạc đẹp. Còn rất là đẹp luôn, điện 100V. Rồi em qua số 9 nha, 650. Rồi 10, số 10. Số 10 thì có cây cứ kiếm. Đây, lần này thì về được 3 cây. Mình giới thiệu cây đèn, cây của thằng Edman trước. Edman 14-4, mã là DN110LI, gọi thông số à. Thì cái con này nó có tốc độ là từ 0 tới 2.300, sử dụng điện DC 14-4. Rồi bộ này là máy, pin, sạc adapter ha, sạc adapter. Này máy pin sạc adapter là 900 ha. Rồi đem đến chức năng luôn. Con này thì điều tốc thắng đồ ok hết, full chức năng hết. Điều tốc rất là mượt nha, con này ngoại hình còn đẹp đó. Đó. Dòng này đa số là tuyển hàng đẹp mới lấy thôi. Rồi số 10, bộ này là 900 ha, một máy, một pin, một sạc 900. Đó, cây cưa kiếm. Thì anh em nào mà mua cưa kiếm thì em sẽ tặng thêm, mua bộ á, mua full bộ thì em sẽ tặng thêm cho mình thêm một cái lưỡi cưa. Nhưng mà trong trường hợp thì có lưỡi bãi thì sẽ tặng lưỡi bãi, còn lưỡi mới thì tặng lưỡi mới, thì tặng khi nào hết hàng thì thôi ha. Thì khi nào nói chung là có hàng thì sẽ tặng kèm theo, còn không có thì thôi, anh em về mua thêm, cái lưỡi nó cũng rẻ thôi. Rồi số 10, 900. Rồi để em chỉnh camera lại xíu. Rồi qua số 11 ha. Số 11 là con cũng cứ kiếm luôn. Con này của Makita. Dòng này là mã là JR10101D 10V8. Con này tua nó cao nè, 0 tới 3.300. Con này màn hình còn đẹp. Đó, em quay dòng cho anh em xem màn hình đẹp ha. Rồi test chức năng luôn. Này nó có cái nút này là nút khóa, khóa cò để nó, kiểu nó chế độ an toàn á. Điều tốc nè. Con này thì Makita nó thiết kế là bấm trên đây vẫn được, giống như là tùy theo cái mà lúc mà mình thao tác thôi. Rồi bộ số 11 ha, thì cứ kiếm 10V8, số 11. Một máy, một pin, pin ống mới 2A, xem một sạc điện 220 luôn. Rồi bộ 11 ha, bộ 11 này là 1,2 triệu, cây cưa kiếm Makita 10V8. Rồi em qua số 12 ha, số 12 là cây 18V. Con này nó bị mất thiếu cái chốt,
cái chốt an toàn. Mã con này là GH184D 14 18V, tốc từ 0 tới 3 nghìn. Dòng này mắc đi ra băng nè. Nói chung mấy con này thì nó gọn, anh em làm việc vừa vừa thì ok, làm gọn nhẹ. Makita thì chân pin thông dụng. Rồi cái cây này thì em bán thân máy nha, thân máy là 1,1 triệu. Đó, anh cho anh em là đã có pin sạc rồi, còn ông anh em làm chưa có pin sạc thì mua thêm pin sạc thôi. Rồi để em test chức năng. Có led chợ sáng ha. Rồi số 12, thân máy là 1,1 triệu, chưa có pin ha. Đó, anh em nào mà đang sử dụng hệ Makita thì mua cái thân máy, còn chưa có pin thì mua pin 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 Makita mà có led bao pin bên em mình đang bán là 590 một cục. Đó, có led bao pin nè, sạc adapter ha, 590, bảo hành 3 tháng. Còn anh em nào muốn không có bao pin thì nó rẻ hơn, không có pin thì 550, còn có bao pin như vậy là 590 ha. Rồi qua tới số 13 đi. 13 là cái gì đây? À 13 là cây bích gốc. Gốc Hitachi. À đợt này nó về được 2 cây. Rồi quay cây số 13 trước ha. Con này ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đó, à, ngoại hình nè. Dòng này nó 9V6, sử dụng pin 12 ok ha, pin này pin ông mới rồi. Tua con này là từ 0 tới 2000. Ngoại hình còn đẹp, đầu cứng không rơ nha. Nói chung ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Rồi tới chức năng đảo chiều. Chạy cực kỳ êm luôn. Rồi số 13 ha. 13 là full bộ 950, bao gồm một máy, một pin, pin đóng mới 4A, sạc adapter điện 220. Rồi, bộ số 13 là 950. Thì anh em nào mà muốn mua thân máy thì em có bán riêng thân máy luôn nha. Rồi 14 thì hai cây, nói chung hai cây này giống nhau, ngoại hình đẹp giống nhau luôn. Không khác gì hết. Đó. Thông số nè. Thấy không? Ngoại hình đẹp giống nhau, hai cây được, nói chung là hai cây này rất là đẹp luôn. Chạy êm như nhau luôn. Dòng vít gốc 9V6 này á, nếu mà so ra thì nó khỏe hơn dòng vít gốc của Makita nhiều á, tại vì cái motor con này nó to hơn thì lực nó sẽ khỏe hơn. Pin này pin 4 chấm nên tính ra thì anh em xài cái Hitachi này sẽ ngon hơn Makita. Makita thì đóng cái vỏ nhỏ xíu, nó được 3 cell thôi, còn này đóng 6 cell. 6 cell anh em xài sử dụng nó lâu hơn. Rồi 14 ha, cũng là 950 luôn, hai cây giống nhau, ngoại hình giống nhau thì giá nó giống nhau thôi. 950. 13 14 hai cây. Đó, cái này anh em mà thích sưu tầm cũng được nè. Nhiều anh em thích mấy dòng này lắm. Số 14 ha, 950. Rồi, tới hàng thùng. Hàng thùng thì hôm nay em về được 2 thùng. Cái thùng thùng IKEA. Đây cái tem này dưới, à con này còn tem dưới. Đây IKEA 7V2 nè. Còn con tem. Còn mấy cái hộp. Đây mở ra coi. Đây, cây này thì nói chung là mấy cây trong hộp là đa số ngoại hình đẹp lắm. Này, con ngoại hình đẹp, gần như mới luôn. Tem thông số. Con này nó sử dụng pin 7V2. Pin zin nó là 1,5. Vòng tua là từ 0 tới 400. Cái đầu kẹp này nó kẹp được từ 0,8 tới 10 ly. Rồi đem tới chức năng. Dòng này chạy rất là êm, cấp trượt thì con này nó có 15 cấp trượt. À, 15 cấp trượt, một cấp khoan. Cấp trượt dòng này nó nhẹ, thích hợp anh em làm điện tử rất là ngon ha. IKEA thì đợt này chỉ về được có một hộp thôi. Rồi hộp này số 15 ha, số 15 là 500. Thì
Cái này là zin, nó là sạc điện 100V nha. Anh em lưu ý là zin, cái cục sạc zin này nó điện 100V. Đó, nói chung full hợp là máy pin sạc zin điện 100V. Đó, cái bộ này là bán giá 500 ha, số 15. Rồi, qua tới số 16. Đây, 16 là cái thùng Makita. Số 16 ha. Cái combo này là bao gồm hai pin. À, 16 là giá 1,7 triệu. Em để cái máy xuống dưới đi. Để lên trên nó lát nó rớt mấy cái máy kia đó. Đây, con này là mã đời mới nha. Mã nó đời cao hơn là 697, con này là MTD001D. À, thì nhìn cái hộp búa nó sẽ ngắn hơn, còn 697 thì hộp búa nó dài hơn. Con này là 14x4. Vòng tua nó từ 0 tới 2007, búa là từ 0 tới 3000. Cái này là máy có than nha anh em, máy có than, sử dụng than 448, 448, 440 thì nó cũng giống nhau thôi. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn, gần như mới luôn. Ở ngoài hình nè. Xuất sắc ha. Rồi, để em test chức năng. Đảo chiều. Cài cực kỳ êm luôn. Rồi, cái bộ này thì nó có một máy, hai cục pin zin ha, hai cục pin zin, cái một cục sạc. Đây, sạc zin luôn. Sạc zin này em đã lên điện 220 rồi nha. Sạc được xài điện 220. Đó, cái thùng này là 1,7 triệu. Đó, cho anh em nào mà thích thích hàng thùng. Đây, đó, full bộ ha. Một máy hai pin kèm cục sạc là 1,7 triệu nha. Rồi, em qua số 17 đi. Rồi, em đẩy camera lên xíu. 17 thì hôm nay em về được một lô 4 cây. Đây, 4 cây. Này anh em kêu siêu đầu đỏ đó, thì con này nó 4 búa ha, 4 búa. Này, cái chức năng con này trước thì ngoại hình nói chung ngoại hình cũng đẹp giống nhau. Chức năng thì cũng giống nhau thôi. Đảo chiều. Con này thì 4 búa ha, tốc độ búa cũng gõ rất là nhanh luôn. Cục pin nó gần hết rồi. Pin nó gần hết, nãy em quên đóng mà quên xe. Rồi, cái này là số 17 ha, 17 thì có 4 cây. Là 650 một bộ. Cây siêu đầu đỏ. Có điều tóc, có búa. Pin nó mới 2 ha. Sạc adapter điện 220. Thì cái này em được 4 bộ nè, đợt này lô về lô này được 4 cây. À, 650 một cây ha, là full bộ. Còn anh em nào mà muốn mua thân máy giao pin thì có lấy thân máy giao pin luôn nha. Rồi em thì cái này thì em chỉ quay một cây thôi, còn máy ba cây kia thì ngoại hình giống nhau tí, em sẽ quay lên xíu cho anh em xem cho nó dễ. Rồi số 17 ha, 650 full bộ, máy pin sạc. Con này anh em làm đồ nhẹ rất là ngon luôn. Búa thì 4 búa thì làm dạng mà bắn vít tháo lắp á, tháo lắp thì ngon ha, bắn vít búa nó gõ nhanh lắm. Rồi số 17, 650 ha. Đây, ba cây còn lại nè, ngoại hình thì giống nhau thôi. Thì có cái cây này nó bị mất tem. À, cái cây này bị mất tem. Mà chức năng thì vẫn giống nhau, không có khác gì hết. Rồi, ba cây ha. À, anh em nào mà mua hết lô 4 cây cũng được đó, mua thân máy do pin về tự lên pin. À, nhiều anh em thợ cũng kiếm dòng này lắm. Rồi, này thì chức năng giống nhau thôi, anh em chỉ test một cây thôi ha. Máy chạy full hết, vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Có 4 cây, anh em nào mua thân máy do pin về lên pin bán cũng được. À, mua anh em mua xài thì mua full bộ em làm pin sẵn 650. Rồi tới số 18 ha. 18 thì cây bù lông, 18 là 1,2 triệu. Cây bù lông nè, QR12DM2. Một tua từ 0 tới 2006. Ngoại hình. Ngoại hình này con này tương đối thôi chứ không có xuất sắc. Nói chung nhìn cũng còn được, không đến nỗi xấu mà cũng không đẹp.
Cái đầu này là đầu 1 phần 2 nha. Anh em lưu ý là cái đầu zin này nó vậy, là nó không có phen, không có phe gì hết nha. Đó, nó có cái lỗ này để mình giữ cái, để mình chọt cái phe vô á, mình giữ lại. Thì đa số mấy cái đầu trước á của bên Nhật thì nó sẽ làm cái đầu trơn lại có cái phe này thôi, chứ nó không có cái phe dài tròn như cái máy Trung Quốc là sau này đâu. Đó. Rồi đây là số 18 ha. 18 này mang full bò luôn. Cũng là 1.2, máy pin sạc 1.2 ha. Cây bu lông 12V của Hitachi DM2. Rồi số 19. Đây, con này thì bắn vít. À, bắn vít thì mã nó là VKH, bu lông là mã VKR. Thông số thì mấy dòng này nó giống nhau thôi, từ 0 tới 2.6. Đa số mấy dòng Hitachi mà đời cao cao xíu là từ tua nó từ 0 tới 2.6 hết. 14V thì cũng hình như cũng 2.6 luôn. Đợt này cũng có về để cây 14V nè. Rồi đến tới chức năng. Bắn quýt thì dòng này anh em xài điện lạnh rất, anh em thợ điện lạnh là xài rất là nhiều luôn. Con này thấy nó nhỏ gọn nhưng mà lực cũng khỏe lắm nha. Bền. Cái dòng Hitachi này rất là bền luôn. Rồi 19, 1.1 triệu. Con này đi bắn con cũng ngon lắm. À, giá cũng rẻ, 1.1 triệu. À, cầm bộ này đi làm là thoải mái luôn. Rồi số 19, cây DM2 bắn vít 1.1 triệu ha. Số 20. Con này thì DMR2 cũng là 12V. Đây, thông số nó cũng là từ 0 tới 2.6 luôn ha. Này ngoại hình nhìn nó hầm hố hơn. Nó là đời sau của con DMR. DMR thì cái form nó gọn hơn. Con này cái form nhìn nó cứng hơn. Nó nhìn nó to to hơn xíu. Con này dòng này chạy cũng rất là khỏe luôn. Rồi bộ này số 20 ha, cũng là 1.1 triệu luôn. Đa số mấy dòng 12V này bên em bán đồng giá hết 1.1 triệu. Rồi một máy một pin màu sạc, pin nó mới 4A, sạc adapter. Đây, số 20 và số 21. 21 tay 21. Đợt trước có con cây mà bán rồi nhiều anh em quá cho anh em hỏi luôn. Đợt này về được con cây này, ngoại hình cũng còn đẹp. DMRL 14x4. Tóc con này từ 0 tới 2.6 luôn. Đó, ngoại hình nhìn mấy cái này nó giống như hả? Mấy cái vân của siêu nhân. Rồi cái này số 21 ha, giá 1.3 triệu. Rồi cái chức năng. Rồi bộ này thì pin đóng mới nha. Đây sạc adapter nằm như đây, cái giác sạc nằm đây ha. Một máy một pin một sạc. Pin đóng mới 4A luôn. Rồi 1.3 triệu. Hitachi 14x4, con này nhìn con rất là đẹp luôn nè. Nha. Rồi số 21 nha, 1.3 triệu. Rồi để em kéo mấy cái máy lên xíu cho anh em nhìn xem. Số 22. Con này là 14x4. Mã là VKH14DSL2. Tua con này từ 0 tới 2.6 luôn. Dòng này thì nó pin pin trượt. Này là vỏ benzin ha, vỏ benzin thì nhìn nó cứng hơn xíu nhưng mà nó cũ hơn. Vỏ bên mới thì nhìn anh em nhìn nó sáng hơn nhưng mà nó không có cứng như vỏ zin. Vỏ zin thì lúc này xe nhựa nó sẽ ok hơn. Đó, cái đó thì có sao em nói vậy thôi. Con này than rời 14x4 mà hình cũng còn đẹp ha. Số 22 là 1.350, test chức năng. Đảo chiều. LED báo pin. À con này cái pin nó gần hết rồi nên nó không có báo. Thì cái báo pin này á nó chỉ kiểu báo tham khảo thôi chứ thực ra nó cũng không chính xác đâu, tại vì nó có báo có hai cái đèn led thì mình báo tham khảo thôi chứ còn thực ra chính xác thì cũng không chính xác mấy ha. Báo tham khảo là này, như cục này là này
nó không có lên pin nhưng mình vẫn còn sử dụng được ha, nó chưa có hết pin đâu. Rồi bộ số 22, 1.350.000, hay con này màn hình cũng còn đẹp nhé, màu xanh, Hitachi 14.4, 1.350.000. Số 23, con này thì máy không than, máy không than, mã là VKH14DBL2, tua cũng là từ 0 tới 2.6 ha. Dòng này thì nó có 4 cấp chỉnh lực, đây, nó đang ở 4 chấm này là số 4 nè, số 1, bấm hết cò nó vẫn chạy có nhiêu đây thôi, số 2, số 3, số 4. Thì dòng không than thì anh em chỉnh được lực thì nó sẽ, với lại không than thì nó kiểu nó tiết kiệm pin hơn, nó tiết kiệm pin hơn là có than, là anh em sử dụng thì nó ít nóng hơn, nó dòng có than ha, ưu điểm nó vậy, tiết kiệm pin. Đây có báo pin, cục này còn đầy nè, led máy thì mình tắt mở chủ động ha. À, cái này đợt này mới về cái mẫu mẫu này có báo pin cho mình luôn nè, cũng sử dụng sạc adapter luôn này, nhưng mà cái này nó có bao pin luôn. Đó, bao pin này thì 4 led thì nó chuẩn hơn 4 led trên máy. Mẫu này, mẫu vỏ này thì nó đẹp hơn, cứng cáp hơn. Đó, mẫu này thiết kế nhìn nó ok hơn, có led bao pin luôn ha. Đó, rồi bộ số 23 nha, số 23 là 1.700.000, máy không than, một máy một pin một sạc, 1.700.000. Rồi qua cây 24, con này thì VKH14DBL2, tóc này nó cao hơn xíu, tóc này 2.8 nè, AL thì tóc 2.6. Cũng là 4 cấp chỉnh lực, nói chung hai dòng này thì nó chức năng nó tương tự, nó không khác gì hết. Bao pin, led máy. Con này thì ngoại hình nó không có đẹp bằng con kia ha, ngoại hình nó xấu hơn xíu. Nhưng mà được cái này nó màu đen, màu đen thì anh em làm nghề nó đỡ dơ hơn. Rồi số 24 là 1.600.000 ha. À cái này có led, cái vỏ pin cũng có led bao pin luôn nè. Rồi số 24 ha, cũng là 1.600.000 luôn. Con này 1.600.000 ha, chứ con này thường là ngoại hình đẹp thì bán 1.700.000, nhưng mà con này ngoại hình nó tương đối thôi. Xấu thì cũng không xấu, nhưng mà đẹp thì cũng không đẹp nữa. Con này anh em đi làm được, 1.600.000. Con này thì đi bắn to nên làm điện lạnh nó thoải mái rồi. 14V thì tua nó cũng khỏe. Lực mấy con này tầm, lực hình như nó tầm 165-170 N. Bắn vít, bắn gỗ được thoải mái, bắn to là ngon lạnh hết. Rồi 24 ha, 1.600.000, máy không than Hitachi. Và số 25, thì con này nó đời cao hơn xíu, con này là DDL, dòng này thì tua nó 3.000, cũng tua 3.000, máy 18 này là tua 3.100, máy 14 thì tua 3.000. Con này thì nó cũng có 4 cấp chỉnh lực luôn, con này cái chỉnh lực cuối cùng nó là auto, 1, 2, 3, bao pin, led máy. Led máy dòng này thì nó có 2 chế độ, một là chủ động là mình tắt mở trên đây, còn hai là tự động là mình bấm cái cò nó sáng sáng. Đó, như là bấm cái cò nó sẽ sáng theo cái cò. Anh em không sử dụng một thời gian thì tự led nó tắt ha. Rồi số 25 là 1.850.000, máy không than luôn. 14.4, con này thì đời cao hơn chút. Vậy đây là một máy một pin một sạc, 1.850.000. Rồi số 26. Con này thì đời mới Hikuki rồi. Hikuki là đời mới, còn đời trước nữa là Hitachi, thì nói chung nó cũng con hãng thôi, nó không có khác gì đâu. Dòng này mã là VKH18DKL ha. Tua con này coi, tua từ 0 tới 2.500 ha. 18V, con này 18V nha. 18V máy có than nè, nó sử dụng than rồi. Rồi để test chức năng luôn. Con này chạy cực kỳ êm ha. Có than 18V.
lẹt máy. Lẹt máy này, bên này thì bao pin. Nói chung thì chức năng mấy con Hitachi nó cũng na ná nhau, có than không than nó cũng có bao pin, có lẹt máy hết. Không than thì mình chỉnh được thêm lực, có than thì không có chỉnh lực thôi. Rồi số 26 là 1,5 triệu. Một máy một pin một sạc ha, cái này 18V. Màn hình cũng còn rất là đẹp luôn, cao su luôn đầy đủ, tem luôn đầy đủ hết ha. Rồi 26,5 triệu. Hitachi 18V, có than. 27 là cây DDL. Con này nó 18V ha. Này DDL tốc nó từ 0 tới 3001. Ngoài hình con này màu trắng, con này ngoài hình cũng còn đẹp. Đầy đủ tem hết. Cao su đồ liền làng hết ha, màu trắng. Cái này đa số là đầu cứng không có rơ nha. Này đầu rơ thì em sẽ báo. Cầm cái máy không than bấm lên là nghe tiếng nó khác đi. Nói chung là cái đời cao hơn thì xài cảm giác trải nghiệm nó sẽ ngon hơn nha. Con này thì nó có 4 cách chỉnh lực. Cái chấm xanh này là auto. Số 1, số 2, số 3, số 4. Bao pin, bao pin, led máy. Led máy cũng có hai chế độ, chủ động là tự động ha. Rồi số 27, 2,1 triệu. Một máy, một pin, một sạc, 2,1 triệu ha. Không thay 18V, Hitachi. Con này anh em đi làm điện lạnh hay đi cài thoải mái luôn. Bàn mốt là bắn ton vô tư rồi. Làm điện lạnh cũng khỏe, nói chung mấy cái dòng 18 này nè, Hitachi nó khỏe lắm. Số 27 ha, 2,1 triệu. Và tới số 28, 28, 29 thì hai cây này có than ha. Với 28 trước đi. Cây boss 12V, còn này màn hình cũng còn đẹp nè. Cái nước sơn cái đầu, nhìn cái đầu sơn còn mấy cán luôn, chưa chày luôn. Cây này thì giá là 1,50 triệu. Rồi, test chức năng. Đảo chiều. Cái led này thì anh em chỉnh góc được nha. Trên đây là tắt nè, kéo xuống nè. Cái led này thì nó sẽ sáng theo cò, khi nằm bấm cò cái led nó sáng. Con này màn hình còn đẹp nè. Boss thì được cái nó khỏe lắm. Cái một cái con motor đấy cầm bố nó to vậy nè, nên là máy lúc này cũng khỏe hơn bên kia xíu. Giống như mấy con 10.8 của Boss lúc này nó cũng khỏe hơn Makita là vậy. Mã là BDR12V. Cái Boss thì đa số nó không thấy ghi vòng tua ha, nó chỉ có ghi cái mã máy thôi. Rồi bộ số 28 là 1,50 triệu. Một máy, một pin, một sạc. Pin này pin đóng mới rồi ha, pin đóng mới 4A. Sạc adapter điện 220. Con này anh em về bắn ton, bắn gỗ, nói chung làm gì cũng ngon hết. Xài gia đình thì quá ok rồi. Số 28, 1,50 triệu. Em 29, cây Makita. Con này màn hình còn đẹp lắm. Mã là TD134X. 134X, nó có 134 x 2 thì phải. Dòng tua con này từ 0 tới 2,4, búa là từ 0 tới 3,2. Con này máy có than nha, sử dụng than 440 nè. Con này màn hình còn đẹp, màu xanh. Rồi test chức năng. Chạy cực kỳ êm luôn nha. Cái led này thì một chút xíu nó sẽ tự tắt nha. Nó sẽ sáng một chút xíu nó tự tắt. Anh em không bấm cò nó tự tắt. Rồi số 29 là 1,4 triệu. Cái này thì cái pin này em đóng có led báo pin nè. Mình theo dõi pin. Rồi bộ này là 1,4 triệu ha. Máy pin sạc, một máy một pin một sạc, pin đóng mới. Anh em mà còn thêm pin thì mua thêm pin nha. Tùy theo nhu cầu thôi, mình xài ít thì mình xài một pin, còn anh em làm đi làm nghề xài nhiều thì mua thêm pin nữa. Rồi 29, 1,4 triệu. Và số 30, con này là 2,1 triệu. Mã là TD137. Này máy không than ha. Tua tối đa con này là từ 0 tới 3,4, búa là từ 0 tới 3,6. Dòng này nó mắc sợ băng ha. Mà hình cũng còn ok, màu trắng. Nó có thiếu cái đầu, cái đầu chụp phản quang thì đặt nó mình chưa có về. Thì anh em nào mà chốt thì để
Em đặt cái chụp phản quang về chụp vô nhìn cho nó đầy đủ xíu. Rồi, ta chức năng. Máy dòng Makita thì nó do nó xài từ sứ nên là cái tiếng máy nó chạy nó là êm Hitachi. Nhưng mà Hitachi nó xài từ sắt thì nghe tiếng nó sẽ ồn hơn. Makita thì được cái nó xài từ sứ nên nghe tiếng nó lướt hơn. Con này thì nó có 4 cấp chỉnh lực ha. Cấp auto đang ở chỗ chấm nè. Số 1, số 2, số 3. Cái led này là led báo pin ha. Pin còn đầy báo 3 chấm nè. Này thì em đóng cái vỏ có báo pin cho mình rồi. Rồi bộ số 2, số 30 nha. Số 30 là 2,1 triệu. Một máy, một pin, một sạc. Anh em đi làm nghề thì xài mấy con này là ngon rồi. 37 thì quá ok rồi. Gọn nhẹ vừa, lực cũng khỏe. 30 nha, 2,1 triệu. 31, 31 là cây 136. 136 tua thì con này từ 0 tới hình như hàng 6, hàng 8 vậy nè. Búa là từ 0 tới 32, dòng này nó cũng mắc in giá băng nè. Ngoại hình cũng còn ok. Cao su đồ đầy đủ hết. Bộ này thì 2 triệu ha. Một máy, một pin, một sạc. Đây chức năng. Nó cũng có 4 cấp chỉnh lực. Bao pin thì nói chung cái bàn phím dưới đây nhìn nó cũng giống như tương tự với dòng 137 thôi, không khác gì. Này, pin thì có bao pin luôn. Rồi, bộ số 31, giá 2 triệu. Một máy, một pin, một sạc. Cây Makita 136, máy không than ha, 14.4. Rồi, em qua cây số 32. Con này là bú dầu ha. Con này thì của anh khách, anh gửi bán. Đây, mã là TS131 ha. Con này thì ngoại hình còn đẹp, tại vì cái nói chung anh mua máy siêu tầm, con này còn đẹp. Thông số nè. Con này thông số là búa là từ 0 tới tua từ 0 tới 3000, búa thì 2,5 thì dòng búa dầu ha, mắc in sao băng. Ngoại hình. Thì cái này á, anh khách anh gửi bán là cái máy, cái body với lại cái cục pin. Với đây cục pin zin của cục pin này anh đóng cell 20R nè. 20R là dung lượng là 4A, nhận sạc zin. Nói chung là cái này thì chỉ thiếu cục sạc thôi. Anh em nào mà có sạc zin rồi thì mua thân máy với lại cục sạc, cục pin này về găm cục sạc và xài thôi. Nói chung cái này thì 2,4 triệu ha. 2,4 triệu, máy không than thì bao gồm máy và là cục pin này thôi. Pin này là pin anh đóng mới nè, đóng mới, nhận sạc zin. Cái búa dầu ha, búa dầu mà người ta số 32 là 2,4 triệu. Cái này thì anh khách anh gửi nhà bán giùm thôi, nên em bán 2,4 triệu. Anh kêu bán nhiêu thì mình bán nhiêu thôi. 2,4 triệu, máy một pin, không có sạc nha, anh em lưu ý là không có sạc nha. Cái này nó xài sạc zin nè. Đó, pin nhận sạc zin. Con này thì nó cũng có 4 cấp chỉnh lực giống như là 136, 137 thôi. Nhìn nó cũng cái chỉnh lực nó cũng tương tự, không khác gì hết. Búa dầu á thì anh em làm việc trong môi trường hạn chế tiếng ồn thì nó ok hơn. Cái đầu này đầu gà nhanh nha. Đẩy vô thì nó tự giữ thôi, không cần kéo. Búa dầu thì nó tiếng nó êm hơn, búa cơ thì nghe tiếng nó sẽ ồn hơn. Nhưng mà nhiều anh em lại thích búa cơ. Nói chung là tùy cái nhu cầu, thì cái gu của mỗi người thôi. Đó, búa cơ thì tiếng nó gõ nghe nó đanh tai hơn. 32 ha, 32, máy và pin đóng nhận sạc zin. Giá 2,4 triệu, cây búa dầu, con này ngoại hình đẹp. Rồi, cây cuối cùng của video hôm nay. Cây số 33 ha, 33 này thì em bán thanh lý luôn, cái thân máy. Là 600, con này nó có chức năng búa nha, có chức năng búa hỗ trợ khoan tường. Đây có chức năng búa hỗ trợ khoan tường ha. Dòng này thì nó có 5 cấp trượt. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan, 1 cấp khoan búa. Đầu kẹp này thì nó 10 ly ha, từ 0.8 tới 10 ly.
Con này mã là EZT401. Con này ngoại hình còn đẹp lắm, mà có cái nhược điểm là bị mất mất miếng cao su chỗ này. Con này ruột đẹp gần như mới luôn. Nói chung con này đẹp, chỉ có nhược điểm là nó bị thiếu cao su chỗ này thôi. Máy này thì em vệ sinh rồi nha, chạy full chức năng hết, chạy cực kỳ êm luôn. Con này anh em làm sử dụng gia đình thì ngon, có búa hỗ trợ khoan tường, bắn vít cũng được, khoan cũng được. Đây bắn vít thì có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 tốc nhanh chậm. Rồi số 2, số 33 ha, số 33 này em thanh lý luôn, thân máy là 600. Cây khoan 3 chức năng, 600 ngàn, thân lý là thân máy nha. Cái này chưa có pin sạc, anh em nào mà chưa có pin sạc thì mua thêm pin sạc. Còn anh em nào mà đã có pin sạc rồi thì mình mua thân máy. Rồi 33, 600 cây khoan 3 chức năng. Rồi cái cây này cũng là cái cây cuối cùng trong video hôm nay. Thì trong quá trình mà theo dõi video á, anh em nào mà có vừa ý cái nào thì cứ liên hệ với em nha, 0938158742. Đây máy móc quay xong rồi nè. Đợt này nói chung máy cũng còn tương đối ok hết. Thì anh em nào mà thấy vừa ý cái máy nào thì liên hệ em đặt hàng nha. Rồi cái video em xin kết thúc ở đây nha. Thì, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Rồi anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Rồi xin chào anh em.